ជំងឺនេះរលីបាត់បង់អាត្មានេះដល់ស្រង់ចេញអំពី website កម្ពុជាថ្មី.com ការសុបិនឃើញផ្លែឈើជាញឹកញាប់បង្ហាញថាអ្នកនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពវិជ្ជមានដ៏មានអត្ថន័យនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីឆាប់ៗប៉ុន្តែសុបិនបើឃើញផ្លែឈើរលួយនោះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែបាត់បង់ឱកាសប្រសិនបើផ្លែឈើហាក់មិនល្អសម្រាប់ការបរិភោគមានន័យថាមានគម្រោងពាណិជ្ជកម្មមួយត្រូវបានក្រុមកត្តាមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេផ្លែឈើលើដាំស្កេស្កាស់នោះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃការលូតលាស់ហើយជំង
mơn khơi phái chơ cứ chứ xì nhá này trò xâm bát lỗ nâng đám chơ bằng hai ẩm phí sô cập hiếp mồm tùm và đám chơ miên phái chơ nụ miên này thà chia chùm nuôi lỗ nâng dùng vàng rìa ái phái chơ đã chú rụp bình đa mốc đòi ai ái cứ chứ xì nhá này phía mà xâm bát chết bòm rong nâng cạt miên các bộ mô phó phái chơ nâng khăn sụp bấn xâm đào tên lơ liếp xâm nàng và nâng khăn sụp bấn phái chơ nụ chú chọt đâm nàng ở miền ca màn cho xâm rộng khăn nìa chỉ tu tớ chân chết ẩn đía chưa trẻ thà ca khớn phái chơ nâng khăn có đầy sụp bấn rồi bỏ nếp bằng hai ngắm phía bò rì bố nâng ổng nò tâm chơ miền phái chơ bênh bìa bàn bằng hai ngắm phía bà rộng rương khang hề rành vật thổ ca lúc nãy cái đích bếp phái chơ bì đàm nâng khăn sụp bấn có chiếc xì nhà này phía xâm bố bạp nâng phía đi chùm đàm phòng đài phái chơ nơi rửa đợt cơ đau rửa con nơi đầm bọn trộp bếch cứ bằng hai ẩm pi phía bò rì bô nơi khăn phát thẻ rồi bỏ nè phái chơ nơi lượt nào cứ bằng hai ẩm pi tu sinh đạo vì say nâng ạ chì vật cảm lõ trong mấy nay thay mà sân chì vật như sụp bấn khương đam chơ hộp phái rất sân bào phái nâng miền phía bò mơ tớ hai bò rì bộ tớ miền anh nghĩ thay mình đủ chì bà em chẳng anh đưa tam nâng trong mấy nay thay làm nàng áo chương thua cây ca ở ấy nâng cứ từ tù bàn phó là tập phó lõ hai bà sân chìa phái ca màn bàn lõ rồi còn đam chơ nâng vi ở sơ bàn lõ tớ tam nâng có mấy nay thay ở ấy để dương thua nâng có mấy nay tù bàn tên là phó đôi đại dương ស្មាតនោះឡើយគេអស់ហើយជាមួយនឹងអត្តបទនេះចង់សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាស្ដាប់កុំភ្លេចចុច like និង subscribe ជួយគ្នាដល់វីដេអូបន្ត